Đầu tiên là mở file, mở chương trình MATLAB. Open tới cái file mà có chương trình robot công nghiệp. Mở file robot công nghiệp mơ. Đây lên một cửa sổ mới. Đây là chương trình toán robot công nghiệp. Lập trình lại coi hình như là có sai sót gì bên vận tốc, định vận tốc từ khâu 2 trở lên. Còn bài toán vị trí thì nếu ai thích chỉnh lại thì chỉnh cách chỉnh ma trận cuối cùng. Nếu thích lập trình lại thì thích. Xong bấm mà nút play trên cửa sổ mới này. Xong bấm add to path. Tự động đưa về lại cái màn hình của cái MATLAB vừa mới mở lên. MATLAB cũ á, đầu tiên mở lên. Xong ở đây đây là chương trình robot tính toán robot công nghiệp, chương trình này cho tính vận tốc, vị trí vận tốc. Còn bài toán động lực học nữa, nếu mà chưa lập trình xong phải thích thì làm thêm. Nếu làm thêm thì giữ lại dấu răng bản quyền ở đây, dấu răng bản quyền là vào bản quyền ở đây. Thì đầu tiên là bài toán vị trí, nhập số khâu, nhập số khâu. Ví dụ như bài toán có 3 khâu thì chương trình này là chỉnh được tối đa là 9 khâu hay là 10 khâu, 9 khâu. Rồi lập y bằng 3 là số khâu bằng 3, enter cái. Xong nhập xong số DH của khâu 1. Nhìn là nhập thông số DH của khâu 1 thì cái D cho ra đại D 30 8 enter. Thì ta bằng, nếu mà nhập biển á, thì đánh một dấu nhảy ở trên bọc miệng tập là delta delta 1. Tương tự nếu mà biển á thì ta phải nhập có hai dòng nhảy như luôn nè, enter a bằng không, enter radian bằng radian. Này là theo theo hệ radian này, là tức là pi pi chia hai, pi là 180 độ, pi chia hai là mấy độ, đặt là pi, ví dụ pi này, pi enter. Tập số có hai tương tự, nếu mà dấu nhảy là D thì ta phải là gặp dấu nhảy. Enter. Tương tự ta nhập hết cho cả khâu hết tới số 3. Đây cuối cùng nó nhập xong rồi câu của khâu 3. Khâu 3 là D vẫn là biển luôn. Thì chọn là dấu nhảy. Bấm D 3 nhảy. Rồi enter. Delta 3 cũng là biển luôn. Thì bấm delta 3. Đây, ta A bằng A thường thường là A thường là số thật, bấm 100 này. Ta alpha thì ở đây ví dụ như là góc 90 độ thì ta bấm pi chia 2. Pi chia 2. Enter. Nó tự động là tính. Đây, kết quả của bài toán vị trí là tính ma trận chuyển đổi y về y chương một, tức là A10 về A10 rồi A21, A32, A đây là dọc có 3 không nên là về A32, tính hết A32 thôi. Đây là các đạp công thức vô mình bạn để vô, thấy không? Nếu biển là mình đặt biển trong dòng nhảy thì nó luôn ra biển ở đây luôn, nó chạy vô giờ thôi, xong. Đây là bài toán, đây là tính rạp công thức để tính a y v y chương một, là A10, A21, A32. Sau đây là tiếp theo là tính chuyển đổi từ hệ tọa độ thử y v không á,
là cái mã từ cân tính á. Cái bài này thì A10 thì có tính rồi, đây là tính A20. A20 thì bằng A10 nhân với A21 theo công thức tương tự thì ra được hạch tính đây, chặt cái này vô. Đây là A30 thì bằng A21 nhân với A32. À đây. Tiếp theo là bài toán vận tốc. Bài toán vận tốc thì tương tự cũng nhập số khẩu lại, như là bả khâu bả enter. Xong rồi kêu là nó nó kêu là khớp bằng lề thì ghi không, còn khớp trượt thì ghi một, bằng thì nếu mà khớp bằng lề thì ghi số không vô enter. Tương tự nếu mà cái khớp thì con loại khớp số 2 á, thì là khớp số 2 là khớp trượt thì ghi số 1 vô, khớp trượt ghi số 1 enter. Tương tự nếu mà khớp bằng lề của khớp thứ ba khớp bằng lề thì ghi số 0. Từ đồng tính hết. Rồi. Ra được bài toán vận tốc. Đây, bài toán vận tốc thì bắt đầu từ khâu nhập liệu. Ở đây ta nhập vô. Các loại khớp á, con tự động lấy dữ liệu ở trên cái xuống tính. À, tính các mã trường quay rơi. Cùng tính như là robot công nghiệp tính các mã trường quay rơi. Tự động rồi tính ba mã trường quay rơi ra. Rơi 10, rơi 20 và rơi 30. Rồi tính các mã trừng hình chiếu, tính các phép hình chiếu, rồi hình chiếu luôn z đi trừ 1 lên hệ 0, tự động tính ra z00 à z10. Đây là do các khớp trượt đó nên là tính các SRI tương tự luôn. Xong rồi tính các vector PN về Z và tính vector Z là kết quả cuối cùng luôn. Học lý thuyết thì vector P ở từ ô 2 nó 3 thì đó bằng P32 thì bằng R23. Tương tự thì P31 thì bằng R21 cộng P32. Tương tự P30 thì bằng R10 cộng P31. Thì cộng vô lên. Rồi tính các dĩ 1, dĩ 2. Dĩ 1. Dĩ 1 đây. Dĩ 1 có 3 cột và 4 cột. Đây, tập ra hết. Đây, 1 cột, 2 cột, 3 cột, 4 cột, 5 cột. Ở dĩ 2, dĩ 3. Đây là bài toán được bài toán vận tốc. Còn việc phương trình đồng học thì theo đây thôi, tự động viết ra thôi. Bên cạnh đó mình khai triển ra. Rồi. Còn bài toán động lực học thì viết chưa xong, ai thích thì tiếp tục viết cho còn xong. Đã tôi rớt rồi, không viết nữa. Đây. Nhớ là bạn quen á. Viết xong rồi nhớ là bạn quen dầu rắn ở đây nha.